Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. UAV cảm tử diệt tăng Mỹ có giúp Ukraine tạo ra bước ngoặt chiến trường. UAV cảm tử diệt tăng Mỹ loại Switchblade 600 được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh mới cho quân đội Ukraine khi đối đầu với Nga. Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc không đánh giá cao vũ khí này. Theo nguồn tin, quân đội Ukraine trong một thời gian ngắn đã mất đi một phần đáng kể kho vũ khí, bao gồm cả tên lửa chống tăng mà họ nhận được từ Mỹ và các nước châu Âu. Để lật ngược tình thế, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố gói viện trợ mới trị giá 1 tỷ USD. Hơn nữa, một trong những vũ khí bất thường nhất trong danh sách lần này là đạn tuần kích Switchblade, được gọi là máy bay không người lái cảm tử. Trên thực tế, Switchblade là máy bay không người lái với đầu đạn tích hợp được phát triển bởi công ty với hai phiên bản Switchblade 300 dùng để đánh các mục tiêu tương đối nhỏ và Switchblade 600 dùng cho các vật thể lớn và bọc thép. Switchblade được triển khai từ một bệ phóng nhỏ do người lính mang theo. Nhìn bề ngoài, nó giống một khẩu súng cối. Nó có thể thực hiện chuyến bay dài trên chiến trường và sau khi phát hiện mục tiêu, nó sẽ tiêu diệt bằng cách bổ nhào như một tên lửa dẫn đường. Switchblade là một vũ khí tầm xa kết hợp với các phẩm chất của các máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Phiên bản 600 có thể bay trong 40 phút và phạm vi hoạt động ít nhất 40 km tính từ vị trí người điều khiển. Tuy nhiên, trước khi được chuyển giao cho Ukraine, những vũ khí này đôi khi chỉ được sử dụng ở Syria và Afghanistan, trong khi kết quả thử nghiệm cụ thể không được Mỹ tiết lộ, nguồn tin cho biết. Theo các nhà phân tích Trung Quốc, cả Kiev và Washington đặt nhiều hy vọng vào máy bay không người lái cảm tử. Họ cho rằng vũ khí này sẽ giúp lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho lực lượng vũ trang. Nguồn tin của Trung Quốc đưa ra nhận xét, Mỹ đã gửi những máy bay không người lái cảm tử mới nhất cho quân đội Ukraine để ám sát những nhân vật quan trọng trong lực lượng vũ trang Nga nhằm gây tê liệt đầu não của đối phương. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, để sử dụng hiệu quả các thiết bị bay không người lái công nghệ cao, thì binh sĩ cần phải trải qua quá trình đào tạo thích hợp. Và ngay cả khi quân đội Ukraine nắm vững những kỹ năng cần thiết, vũ khí trên của Mỹ, theo nhận xét, vẫn sẽ không giúp lực lượng Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự theo hướng có lợi cho họ. Nếu muốn tạo ra bước ngoặt, có lẽ Ukraine nên trông đợi vào một sự giúp đỡ thực chất hơn từ Mỹ, ví dụ như máy bay chiến đấu MiG-29 hay tên lửa phòng không S-300.